Thông tin tại hội nghị khoa học thường niên 2023 của bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm nay ngày 18 tháng 4 đã xác nhận chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trung bình là 55 triệu đồng một người và những bệnh nhân nặng còn lên đến 140 triệu đồng một người. Theo đó trung bình một người nhiễm COVID-19 nằm điều trị tốn khoảng 55 triệu đồng. Con số này ở nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch sẽ là 140 triệu đồng một người. Tổng chi phí điều trị thuốc chiếm nhiều nhất với 2 phần 3 chi phí và chủ yếu là kháng sinh và kháng nấm. Bên cạnh đó là các chi phí cận lâm sàng, thủ thuật, vật tư y tế, dinh dưỡng và dịch vụ khác. Ngoài ra, bệnh viện Chợ Rễ cho biết trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho hơn 1.500 người mắc COVID-19 và nhóm nghiên cứu đã chọn ra 351 người bệnh COVID-19 ngẫu nhiên, trong đó thì có 139 bệnh nhân mức độ nặng và nguy kịch, 212 bệnh nhân mức độ trung bình. Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch là 68 tuổi, trong khi ở nhóm trung bình là 58 tuổi.